Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Tiếp theo trong video này, giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly dàn đại của hãng Sony có mã là V550. Âm ly này được tách ra từ bộ dàn đại rất là chất lượng và ít gặp của hãng Sony, với kết hợp 3 trong 1, trong đó thớt trên cùng đó là thớt radio, thớt ở giữa là thớt equalizer, và thớt cuối cùng đó là thớt âm ly. Hàng bãi về còn khá đẹp và em đã test hoạt động tốt mọi chức năng. Bạn nào quan tâm có thể xem hết video, chút nữa em sẽ test lại cho các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy mặt trước của cục âm ly dàn còn rất đẹp các bác nhé, mặc dù là chỉ vệ sinh qua thôi. Đó, hầu như là không có vết trầy xước nào rõ ràng. Bảng đèn trên cùng đây là thớt radio đang hiển thị FM tần số 90. Và cắm anten vào thì bắt khá là nét. Bạn nào thích nghe radio thì có thể chơi được. Đây các chế độ dò đài. FM, AM, TV. Này các bác về nghiên cứu nhé. Đây là công tắc bật tắt nguồn. Và thớt ở giữa là thớt equalizer. Đây cũng có công tắc bật tắt equalizer. À, đây có lẽ là chế độ qua equalizer hoặc là không qua, nguồn nó ăn theo ở trên này nhé, vì đây là cục niền nhé. Bên này là các chế độ chỉnh equalizer, đây tăng giảm bass check lên xuống hoặc sang ngang. Đó, ấn vẫn rất là ok luôn. Và có 5 chế độ nhớ, các bác chỉnh nghe theo ý thích nhé. Có 5 chế độ để nhớ và các chế độ định sẵn qua nhà sản xuất. Đó, chế độ EQ định sẵn, đây là flat này, trở về cân bằng này, chế độ đèn nháy này, hai bảng đèn mưa nhìn rất là sáng và nét, cực kỳ đẹp các bác nhé. Kính trong vắt không có bụi bẩn hay là trầy xước. Bên dưới là thớt âm ly, mã là V550, volume to nhỏ đây. Các chế độ đầu vào, tuner, phone, CD, tap, video. Có nút sundown. Và bên này là có nút siêu bass, super bass. Ấn vào đây thì chế độ bass tăng lên rất mạnh mẽ. Đó, âm ly Sony hay có cái nút super bass này. Bạn nào thích nghe âm bass mạnh thì có thể chơi con âm ly này nhé, đánh cực căng luôn. Ok, em sẽ đo qua kích thước của âm ly. Âm ly có size chiều ngang là 36 và chiều cao là khoảng 21 rưỡi, 21 22 cả chân. Và chiều sâu của âm ly là 24. Cái này hàng bãi về thì không tránh khỏi trầy xước các bác nhé. Đây là những vết trầy hoặc là nó bám bẩn gì đó. Thông số phía sau của cục âm ly V550, âm ly chạy điện 100V hoặc là 110V, có công suất là 110W các bác nhé, công suất khá là khỏe luôn.
có equalizer rồi có superbass là đánh cũng ok, những dòng cặp loa bass 20 thậm chí là 25 chơi được hết. Âm đi sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, cho chất lượng âm thanh rất là tốt. Có số seri là 244713. Cái này nguồn dây rời nhé, có thể rút ra được. Bên trên đây là các chỗ để các bác cắm anten vào này. Đấy, nghe FM các bác truyền đấu cái dây dây anten vào đây hoặc là dây điện dài dài ra là nghe được. Đây em đã test rồi, tiếng bắt ok. Các ngõ vào. Đây, các bác cắm vào cái rắc cuối cùng nhá. Đó, để nghe từ điện thoại hoặc là máy tính tivi cắm vào đây là nghe được. Đầu vào đấy. Đây là cầu bắt dây loa. Đánh loa trở kháng từ 6 ohm cho đến 16 ohm. Đây có lẽ là cổng ra. Đây em chưa test nhé. Vâng, em quay qua nội thất của âm ly Sony. Đó, bên trong các bác nhìn thấy vẫn còn rất là bụi nhá. Hàng này em về em chưa vệ sinh. Biến áp nguồn rất lớn. Bản đồ Made in Japan. Bên trong kín vỉ mạch luôn. Công suất âm đi là đánh con sò STK 415225 mã. Sò STK cho chất âm rất ngọt. Đây là mặt trước. Đó có cái bảng mạch rất là lớn. Vào bên trong mọi thứ còn nguyên zin tuyệt đối. Cái này có bụi thì các bác có thể về vệ sinh. Bụi công nghiệp rất dễ vệ sinh hoặc là không cần vệ sinh cũng ok, cũng chẳng sao đâu. Nó không bụi bẩn như là bụi ở Việt Nam. Vâng, rất âm rất ngọt chi tiết các bạn nhé. Với bộ dàn đầy đủ của bộ Sony này có giá khoảng 6 đến 7 triệu. Chiếc âm đi này em sẽ bán với giá là 1 triệu 600, giá chưa bao gồm phí ship. Vâng, bao zin bao hát cho các bác yên tâm. Bác nào thấy được thì liên hệ cho Triều Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Và xem kỹ trước khi liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.